Xin chào cả nhà, đây là những chén bánh bèo có xoáy sâu thiệt sâu luôn nè cả nhà. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng với cả nhà công thức pha bột làm bánh bèo như thế nào mà để ra được những chén bánh bèo xoáy sâu ơi là sâu, sâu như má lúng đồng tiền như thế này nha cả nhà. Em sẽ dùng là 220g bột gạo, 30g bột năng, nửa muỗng cà phê muối, và em cho vào trong đây là 350ml nước. Rồi em khuấy cho bột của mình được tan hết nha. Kế đến thì em sẽ vắt vào trong cái tô bột bánh bèo này là nửa lát chanh nha. Một chút xíu chanh như thế này sẽ làm khử đi cái mùi hôi của bột đó cả nhà. Nhiều khi cả nhà hay hỏi em là cả nhà làm các món mà có liên quan tới bột thì sau khi làm xong mà cả nhà ăn vẫn còn một chút cái mùi hôi của bột. Thì hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà cách này là mình sẽ khử hoàn toàn được mùi hôi của bột nha. Chỉ cần nửa lát chanh như thế này thôi nè cả nhà. Sau đó em sẽ dùng màng bọc thực phẩm em đậy kín tô bột này lại. Và thời gian để ủ bột là 2 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Nếu có gấp gáp gì, có cần đổ ngay thì ít nhất cả nhà cũng phải ủ bột được 1 tiếng nha. Để cho bột của mình được nở ra. Trong thời gian đợi ủ bột để làm bánh bèo thì bây giờ em sẽ chuẩn bị phần nhân cho món bánh bèo chén. Ở đây em có là 200g thịt nạc xay, một cái củ hành trắng em cắt hạt lựu, 100g tôm tươi, hành lá cắt nhỏ, 20g bột năng, một chút xíu màu gạch tôm và khoảng một muỗng ăn canh đầu hành lá băm nhỏ. Đối với tôm tươi thì khi mua về cả nhà sẽ lột bỏ vỏ, sau đó cả nhà băm nhỏ như thế này nha. Và tiếp theo thì em sẽ ướp cái phần thịt băm cũng như là phần tôm băm nhỏ này. Em sẽ cho vào trong phần thịt băm này là nửa muỗng cà phê muối. Vì lượng tôm ít hơn lượng thịt của mình phân nửa, tức là thịt của mình 200g, còn tôm thì có 100g thôi. Cho nên em sẽ ướp vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Tức là lượng gia vị cũng bằng một nửa lượng gia vị khi ướp thịt nha cả nhà. Rồi em cho tiếp vào trong chén thịt này là một muỗng cà phê hạt nêm. Còn đối với tôm thì em sẽ dùng nửa muỗng cà phê hạt nêm. Em ướp vào trong chén thịt này là một muỗng cà phê đường. Còn tôm thì em sẽ dùng là nửa muỗng cà phê đường. Và sau cùng thì em cho vào trong mỗi chén như thế này một chút xíu tiêu nữa cho thơm nha. Và em sẽ ướp thịt cũng như là tôm của mình trong vòng 10 phút nha. Chắc là cả nhà sẽ thắc mắc là tại sao em không trộn chung cả thịt và tôm lại rồi em ướp luôn một lần cho dễ. Thì thật ra một chút xíu nữa là mình sẽ có cái công đoạn là mình xào nhân. Thì phần thịt sẽ lâu chín hơn phần tôm, cho nên là mình phải ướp riêng như thế này. Để một lát nữa mình xào thịt trước cho chín kỹ nha cả nhà. Còn tôm của mình nhanh chín, thành ra mình sẽ xào tôm sau. Bước tiếp theo thì em sẽ cho 20g bột năng ra chén. Rồi em cho vào đây là 40ml nước em hòa tan. Hỗn hợp bột năng pha với nước này một chút xíu nữa mình sẽ dùng để làm phần nhân bánh bèo nha cả nhà. Và để tạo màu cho phần nhân bánh bèo thì em sẽ dùng 1/4 muỗng cà phê bột màu gạch tôm. Rồi em cũng cho vào đây một chút xíu nước em hòa tan. Bây giờ em sẽ bắt chảo lên bếp và em cho vào trong chảo là một muỗng ăn canh dầu ăn. Rồi em cho một muỗng ăn canh đầu hành lá băm nhỏ vào em phi cho vàng thơm lên. Kế đến thì em sẽ cho phần thịt vào đây em xào nha. Mình sẽ xào cho phần thịt của mình chín hẳn luôn nha cả nhà. Tại vì nếu như mà cả nhà xào phần thịt này hơi săn lại thôi mà chưa kịp chín thì khi ăn phần thịt của mình sẽ còn cái mùi hơi hôi đó. Cho nên cả nhà phải xào cho phần thịt của mình chín hẳn, chín kỹ luôn nha. Để mình khử đi cái mùi hôi của thịt. Rồi bây giờ thịt của mình đã chín rồi đây, em sẽ cho tiếp phần tôm vào và em đảo nhanh khoảng 2 phút thôi. Để cho tôm của mình săn lại. Em cũng cho tiếp phần củ hành trắng cắt hạt lựu vào đây. Và để nấu phần nhân bánh bèo thì em sẽ dùng 300ml nước nha. Em cũng cho luôn phần nước màu gạch tôm mà mình pha lúc nãy vào đây. Và bây giờ cả nhà sẽ đợi cho cái nồi nhân của mình sôi trở lại nha. Khi nồi nhân bánh bèo của mình đã sôi trở lại rồi thì em sẽ hạ nhỏ lửa và em sẽ nấu liu riu nhân này trong 5 phút. Bây giờ thì nồi nhân bánh bèo của mình cũng đã được rồi đây cả nhà ơi. Em sẽ cho tiếp phần hỗn hợp nước bột năng vào nha.
Và sau cùng thì em sẽ nêm vào trong nồi nhân này một chút hành lá nữa cho thơm. Như vậy là nhân bánh bèo của mình đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Cả nhà nhìn thấy màu nhân ửng đỏ lên rất là đẹp nè. Và nhân này thơm lắm, rất là ngon nữa. Đây cả nhà nhìn phần nhân của mình sánh nè, ngon chưa nè. Kế đến thì em sẽ nấu nước mắm để mình ăn với bánh bèo chén nha. Em sẽ dùng là 400ml nước dừa khô, 70ml nước mắm và 50g đường. Em sẽ nấu tan trên bếp nha. Và khi nồi nước mắm của mình sôi như thế này rồi thì em sẽ tắt bếp và em để cho nước mắm của mình nguội hẳn đi. Khi nước mắm của mình đã nguội hẳn rồi thì cả nhà có thể thêm ớt cay vào tùy thích ha. Sau 2 tiếng ủ bột thì bây giờ em sẽ mở cái lớp màng bọc thực phẩm ra và em sẽ khuấy cho bột của mình đều trở lại nha. Vì trong thời gian ủ thì bột của mình sẽ lắng xuống dưới đáy tô đó cả nhà. Rồi em sẽ cho tiếp vào trong tô bột này là 300ml nước sôi. Phải là nước thật nóng và thật sôi nha cả nhà. Mình vừa cho nước sôi vào và mình vừa khuấy bột như thế này. Nước sôi sẽ giúp cho bột của mình nở nhanh hơn và trong quá trình mình đem bột đi hấp thì bột của mình sẽ có độ xoáy rất là cao. Và lớp mặt của bánh bèo cũng rất là láng mịn nữa. Và sau cùng thì em sẽ cho vào trong tô bột này là 20ml dầu ăn nữa. Em khuấy đều lên. Như vậy là phần bột bánh bèo của mình đã xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi đổ bánh bèo nha. Để hấp bánh bèo thì trước tiên cả nhà sẽ nấu sôi cho em một nồi nước nha. Rồi mình sẽ cho chén vào trong đây. Em sẽ hấp cho chén của mình nóng trước. Và thời gian hấp chén là 3 phút. Khi chén đã nóng lên rồi thì bây giờ em sẽ rót cái phần bột vào trong chén nha. Nếu như cả nhà thích ăn bột bánh bèo của mình mỏng thôi thì mình sẽ cho bột vào phân nửa chén. Còn nếu mà mình thích cái bột này dày hơn thì cả nhà sẽ đổ bột vào đầy chén luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đậy nắp lại và em sẽ hấp bánh bèo của mình trong vòng 5 phút. Đây, sau 5 phút thì chén bánh bèo của mình đã chín rồi đây cả nhà. Cả nhà có thể quan sát thấy là tất cả những chén bánh bèo của mình đều có những cái xoáy rất là sâu, rất là đẹp nè. Và cái lớp mặt bánh bèo của mình cũng rất là láng mịn nữa. Khi ăn thì em sẽ cho cái phần nhân tôm thịt lên trên chén bánh bèo như thế này. Rồi mình rưới lên đây một chút xíu nước mắm nè. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái chén bánh bèo thơm lừng, hấp dẫn và nóng hổi luôn đó cả nhà. Em mến chúc cho cả nhà làm bánh bèo thành công nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà ở các món ăn tiếp theo nhé.